Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay với cái video này của mình. Có một vài bạn hỏi mình là cái loại giấy mình đang sử dụng là loại giấy nào và cái loại nào mà mình chạy photo tốt. Thì các bạn mới vào nghề thì hơi bỡ ngỡ, có thể là các bạn chưa có hình dung về cái loại giấy mà mình đang sử dụng. Thì ở đây giấy mình cảm nhận thì nó có hai dòng nha, tức là một loại giấy cắt và một loại giấy thùng. Loại giấy cắt tức là những cái loại giấy mà người ta sử dụng bằng cái khổ A0, tức là loại giấy và loại giấy RAM A0 á, rồi người ta mới dùng máy ta cắt ra. Thì đa số là họ bằng không phải là cắt hệ thống tự động, nên đa số là các giấy cắt á, thường thường á, là nó hay có cái tỷ lệ nhỏ hơn là cái giấy thùng. Cái tỷ lệ nó nhỏ, ví dụ kích thước nó nhỏ, ví dụ như kích thước của cái A4 là 297 210, thì có thể nó sẽ nhỏ hơn 297, có thể là 296 hay là cái gì đó, thì nó sẽ nhỏ hơn. Nên đa số mà một số cái tài liệu mà nó hơi tràn lệ thì có thể các bạn phô sẽ bị mất chữ. Và một cái nữa, cái thứ hai đó là các loại giấy cắt và thường các bạn lấy cho thị trường hầu như là nó không có đúng theo cái định lượng. Ví dụ như người ta nói là định lượng 70 nhưng thật ra nó còn 68 hoặc là 68 thì nó còn xuống nữa, thì cái định lượng nó không có đúng. Cái đó là cái nhược điểm thứ hai. Cái nhược điểm thứ ba, đó là giấy nó bụi rất là nhiều. Tại vì mình không hiểu như thế nào, nhưng mà hay là do cái chất lượng giấy nó bụi, nó cán không được mịn hay là cái gì đó thì nó gây ra bụi rất nhiều. Thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là nó bị thứ nhất là nó bị làm mau dơ các bộ cuốn cái bánh xe lulo, cái bánh xe cuốn giấy của mình, và nó sẽ gây mau kẹt. Còn đối với mà các bạn chạy cái giấy, thường thường chạy giấy cắt á, thường các bạn thứ nhất là chạy, là nếu các bạn chạy không kỹ á, thì nó sẽ gây ra trạng là mất tài liệu. Đây là ví dụ những cái tài liệu mà người ta hay sử dụng trên Excel á, thì có một số tài liệu ta in rất là sát lề. Do đó nếu các bạn không biết á, các bạn chạy á, thì cái giấy cắt nó không đủ cái thước rồi, thì các bạn không để ý, không có thu nhỏ lại thì nó sẽ bị mất cái tài liệu, mất cái chữ tài liệu của người ta. Thứ hai là chạy nó rất là mau bụi máy và nó sẽ gây ra cái tình trạng kẹt giấy. Cái nữa là khi các bạn chạy giấy cắt á, thì các bạn thường thấy là giấy cắt rất là bỏng, thông thường chạy ra là nó bị cong giấy liền. Thì nó bị cong giấy ở một số cái máy, ví dụ như những cái dòng 1.05, khi mà các bạn chạy ở nó dày, nó nóng nhiều thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng cong giấy, và các bạn phải, nếu các bạn không để ý thì nó sẽ bị đảo lộn cái tài liệu của người ta. Cái đó là về cái giấy cắt. Còn đối với cái giấy thùng á, thì nó có trên thị trường này rất có nhiều loại, có loại đắt tiền, có loại rẻ tiền. Cái loại đắt tiền như là cái giấy Babuan với Idea, Double. Thì ở đây lúc trước mình cũng đã xài giấy cắt qua rồi. Có một thời gian mình lúc mới đầu mới mở tiệm á, mình cũng đã vào trong Sài Gòn, mình mua giấy RAM, tức là giấy RAM là cái giấy cắt hồi nãy mình nói á, tức là những cái tờ giấy bự khổ A0 người ta đâu cắt ta xét ra. Ví dụ như các bạn lấy một gram giấy A0 rồi các bạn xả ra thì được mấy gram giấy A4 đó, rồi người ta sẽ cuốn lại, ta gói lại, mình đem về. Tuy nhiên khi mà mình làm cái đó thì mình thấy nó cũng không hiệu quả. Thứ nhất là khi cái giấy cắt, các bạn biết là con người tức là người ta cũng có máy, cũng có máy cắt điện, nhưng mà khi mà sử dụng vào con người có thể là người ta cắt, thứ nhất là nó sẽ không được thẳng, có thể là vô một số cái gì đó người ta sẽ cắt không được thẳng, do đó có thể là cái giấy nó bị méo này kia. Còn sau một thời gian mình xài giấy cắt, mình thấy cái máy nó rất là bụi rất là nhiều, mà mình sau đó không sử dụng nữa. Và thứ cái nữa nãy mình đã nói là nó bị chảy mắc chữ rất là nhiều, do đó mình không có sử dụng cái giấy cắt để về photo. Và sau đó mình sẽ chuyển qua giấy thùng. Giấy thùng lúc đầu tiên là mình sẽ chuyển qua cái giấy BMO, tức là cái giấy bìa màu xanh, cái thùng nó màu xanh. Đây các bạn thấy trên màn hình này, đây cái thùng BMO này.
Tuy nhiên cái thùng này cũng là loại giấy nhập khẩu, tuy nhiên là nó cái định lượng của nó cũng không có loại dày lắm, gọi là không phải là ok lắm, nhưng mà chạy nó cũng rất là được. Tại vì khi các bạn cứ yên tâm là cái thùng nó chạy rất là ít bụi máy, và nó sẽ tránh cái tình trạng là kẹt giấy và hư giấy. Nó không giống như là cái giấy cắt. Giấy cắt là có thể các bạn chạy, ví dụ như mình chỉ nói ví dụ như có thể các bạn chạy 10 tờ thì nó bị hư 3 tờ, còn đối với giấy thùng có thể là các bạn chạy không hư tờ nào. À, thì cái đó là một cái lợi thế của giấy thùng. Và hiện tại bây giờ mình thấy cái loại giấy mà mình sử dụng đây ok nhất, tức là lúc trước cái loại giấy tiếp nữa đó là mình hay sử dụng giấy Natural. Natural thì bây giờ các bạn biết trên thị trường nó cũng rất là ưu chuộng rất nhiều, và cái hàng này nó bán rất là chạy. Hàng này là hàng nhập khẩu Indo. Thì ở trong mình không biết là ở cái khu vực của các bạn là sai sẻ gì, chứ còn đối với ở khu vực của mình thì người ta rất là chuộng giấy Natural. Cái giá thành của nó hiện tại bây giờ thì một thùng của nó thì khoảng 280 ngàn, một thùng của nó khoảng 280 ngàn. Thì chạy nó rất là tốt. Thứ nhất là cái giấy thùng này nhập khẩu rồi thì cái độ trắng của nó là phải nói là rất là được, và nó chạy cái khi mà các bạn chạy các bạn để ý ra cái tờ giấy nó rất là cứng, cái tờ giấy tức là nó dày á, cứng tờ giấy, nó đúng định lượng, nó cứng tờ giấy. Và bên cạnh đó nữa thì hiện tại bây giờ mình mới vừa xài đó là cái giấy copy, tức là cái giấy này nó cũng giá như Natura thôi, nhưng mà nó chạy rất là tốt. Nó có thể là nếu mà theo mình đánh giá thì nó tốt hơn cái giấy Natura. Thì mình nghĩ khi mà các bạn chạy máy thì các bạn nên chạy giấy thùng thì mình nghĩ nó tốt hơn. Tại vì khi mình mua máy thì trong cái máy mình đã cái chức năng là in luôn rồi, tức là in giáo án, mình in một số cái tài liệu, thì mình sử dụng cái giấy thùng đó. Thứ nhất là mình tiện, mình không cần phải nhớ là khi mình in phải bỏ giấy gì vô mình in, tại vì mình có xài một loại giấy thôi nên mình cứ để về mình in thì thoải mái. Còn các bạn mà xài giấy giấy cắt á, thì các bạn nếu mà in những cái tài liệu mà người ta mỏng quá thì người ta sẽ không có tới các bạn ở đâu, và người ta ấy. Nhưng lại cái giá mình nghĩ cái giá rẻ thì nó cũng không thành một vấn đề. Tại vì khi mà các bạn tính toán giá cả, các bạn chi phí hợp lý và các khách hàng chấp nhận, thì mình nghĩ các bạn xài giấy thùng nó sẽ tốt cho mình rất là nhiều và tốt cho máy rất là nhiều. Đó là hai cái loại giấy mà dùng để photo, photocopy, một là giấy cắt, hai là giấy thùng. Tuy nhiên thì mình cũng thấy trên thị trường thì có nhiều người ta chạy giấy thùng rất là nhiều, người hay sử dụng chạy những cái đề ôn thi đồ đó, nhưng mà mình nghĩ theo mình cái cảm nhận khi mà mình xài giấy thùng rồi thì mình nghĩ nó vẫn lợi nhuận nó vẫn tốt, mà nó lại thứ nhất được cái là khách hàng rất hài lòng về cái chất lượng giấy của mình đưa ra, tức là giấy dày đúng định lượng, người ta cầm vào cái tài liệu người ta sẽ thấy khác hẳn với cái loại cái giấy giấy phô tô. Các bạn so sánh giữa hai cái tài liệu các bạn phô ra, một là giấy mà giấy tốt, các bạn sẽ thấy nó tài liệu rất là cứng và nó rất là chắc chắn. Còn cái tài liệu mà các bạn mà phô bằng giấy cắt á, nhiều lúc nó mỏng quá, các bạn có thể cầm nhìn lên các bạn đã thấy phô giống như phô hai mặt, một mặt phô hai mặt rồi. Thì ở đây mình hiện tại bây giờ mình là đang sử dụng hai loại, tức là Natural với lại copy. Ngoài ra thì ví dụ như giấy thì nó có là giấy giấy bìa bìa thì có, mình hay gọi là bìa thái thì nó có màu, rồi giấy pho. Giấy pho thì nó có cũng có pho xanh lá cây, pho xanh da trời, pho hồng, pho vàng. Tức là những cái giấy pho này là mình hay sử dụng, tức là nó khoảng định lượng 70 80 thì mình hay sử dụng loại định lượng này. Thứ nhất là mình để mình photo những cái bìa tài liệu với số lượng nhiều, nhưng mà người ta không cần gọi là giấy dày, gọi là bì dày gọi là bì thái của mình á, gọi là bì thái, thì người ta không cần loại giấy dày thì người ta lấy giấy bỏng, thì các bạn nên lấy, nhưng mà ta cần giấy màu, tại vì giấy pho này thì nó có màu, nó có cũng năm màu như bìa thái vậy, còn bìa thái thì nó dày hơn, gọi là pho thái gọi là pho, chứ những cái giấy thường gọi là pho. Thì đó là mình hay sử dụng những cái loại đó, còn bìa thì mình hay sử dụng bìa thái mà làm đó. Về cái là về photo nên các bạn sẽ thấy là có một số cái khi mà các bạn photo tài liệu trong cái bộ bìa thì có thể là có những cái là cái bìa nó dài hơn cái tờ giấy của các bạn. Thứ nhất nó có hai nguyên nhân, thứ nhất là do cái bạn đang xài giấy cắt, tức là nó sẽ bị hụt kích thước, hai là do cái bìa thái á, người ta cắt nó không đúng định lượng. Đồng ý là cái bìa thái, nhưng mà các bạn biết là có cũng tùy theo nhiều loại công ty, có loại công ty nó xả bằng máy á, thì nó rất là chuẩn, đúng đúng chuẩn luôn, khi mà các bạn đưa vô nó giải khích. Có một số á, là mình nghĩ không nghĩ sao, có thể là mình nghĩ là người ta cũng cắt bằng tay hay bằng xén gì đó, thì nó lại không có đều.
nó không có đều, thì có đó là giữa hai cái kích thước nó không có đều với nhau thì đó là hai cái nguyên nhân. Yeah. Còn nếu mà các bạn chắc nữa thì khi mà các bạn làm tài liệu, các bạn phô ra tài liệu xong, các bạn ví dụ một sắp cái bì đó các bạn đang muốn là sửa chạy bì cho cái tài đóng tài liệu này, thì các bạn lấy sắp lấy ra khoảng hai tờ, các bạn để vào tờ trước tờ sau của tài liệu, các bạn coi thử là nó thấp hơn cái tài liệu hay là nó cao hơn cái tài liệu. Nếu nó thấp hơn cái tài liệu á thì các bạn yên tâm rồi, các bạn có thể nếu các bạn trẻ thùng là các bạn có thể là đóng gáy xong bạn dán luôn. Còn nếu mà cái nó mà cao hơn cái nó mà còn cao hơn cái tài liệu á, thì các bạn có thể dùng cái dao xén của mình, các bạn cắt cái phần thửa đi, rồi sau đó các bạn chạy các bạn bỏ vô, các bạn đóng rồi các bạn dán thôi, chứ còn không thôi là các bạn phải đóng đóng xong phải cắt cái gáy để các bạn dán được. Đó là những nguyên nhân mà có một bạn hỏi mình là tại sao rồi ba phần, tức là giấy in à, cái đó là giấy photo. Còn đối với giấy in á, thì ở đây mình hay xài đối với cái máy in phun thì mình hay mà mực Bitmain á, thì mình hay sử dụng giấy ảnh một mặt, giấy ảnh hai mặt, định lượng 300, định lượng 180, định lượng 160, định lượng 230. 230 thì nó có một mặt và nó có hai mặt, định lượng 300 là luôn luôn là hai mặt. Thì định lượng 300 là mình dùng để in cạc zip à, với số lượng ít, một hai hộp để cạc zip. Nhưng đối với cái in laser á, mà mình hay sử dụng con 830 Dender thì mình sử dụng cái giấy pho pho dày, tức là pho dày màu trắng, định lượng của nó 250 à. Cái loại pho này mình thấy nó rất là mịn, các bạn cảm thấy là cái giấy của nó các bạn nhìn mịn lắm, các bạn không có thấy sớ đâu. Các bạn có thể là so sánh giữa cái các bạn lấy cái tờ bì thái màu trắng ra, các bạn thấy là bì thái nó sửa nhiều cổ, cái này nó mịn, nó mịn lắm, nó cực mịn. Và in lên cái tờ đó mình thấy in, nếu mà các bạn in laser thì rất là đẹp à, nó tạo thêm một lớp, tại laser nó là một cái lớp phủ màu mà, nên nó tạo là một lớp bóng rất là đẹp, in rất là đẹp. Cái giấy này phải nói là cái giấy rất là chất lượng. Các bạn in phun thì các bạn nên là in trên cái giấy bóng, giấy ảnh á, mình hay gọi là giấy ảnh, còn một số khách hàng thì gọi là giấy bóng. Tại vì khi mình in trên đó đối với máy in phun á, thì nó sẽ nó dạng là phun mực để thấm vào giấy, nên do đó là nó sẽ trên cái giấy bóng nó đã có một cái lớp lớp phủ uốn bóng rồi, thì nó cái hình ảnh cho nó bóng thôi à. Rồi còn đối với các bạn nói là cái mực Bitmain có ý giấy có C không, thì mình nghĩ thì đối với mực Bitmain thì nó là dùng trên giấy cốt C rất là tốt. Thì giấy cốt C đó là một loại giấy mà công nghiệp, tức là giấy rẻ tiền, thì in trong trong cái máy ngành in offset á, thì người ta hay sử dụng máy cốt C in mấy cái tờ rơi, tờ phướn đồ đó, tờ brochure đồ đó, tức là sẽ có set. Tuy nhiên là cái giá thành nó cũng 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 rẻ. Thì mình cũng hay sử dụng cái giấy cốt C đó để định lượng kẹt 300 mà mình in sử dụng máy in phun à. Còn đối với laser thì giấy cốt C mình in vẫn tốt, vẫn cực kỳ tốt trong còn đối với giấy decal, giấy decal thì hầu như mình nghĩ tất cả các máy in phun nào đều cũng có thể in được trên giấy decal hết. Tức là decal đế vàng, tức là cái loại decal mà các bạn lật cái đế không có mặt, không in xuống nó có màu vàng, hoặc là cái đề can giấy, hoặc là đề can đế xanh, tức là đề can đế xanh tức là cái đế nó màu xanh. Còn loại đề can nữa tức là đề can ảnh, đề can ảnh tức là cái đề can nó giống cái bề mặt, nó cũng giống như cái giấy ảnh gì đó, nhưng mà nó là đề can thì mình nghĩ nó in tốt hơn. Còn còn các bạn nói là ủa tại sao cái đề can mà mình khi mình in là cái máy nó hay trôi giấy, thì các bạn coi thử là cái đề can cái độ cuốn giấy của cái máy bạn nó có chuẩn hay không. Nhiều lúc là nó bị trơn trong quá trình mà nó cuốn giấy, nó bị trơn, hoặc là đề can nó có cái gì đó nó bị trơn, nó gây trơn ra thì nó sẽ cuốn trượt và nó trôi cháy luôn à, do đó là một số cũng đó cũng là nguyên nhân. Chứ còn nếu thật mình nghĩ đối với cái máy in phun thì nó chỉ in được trên các loại đề can đó à, chứ không, nó không in được trên cái loại đề can quảng cáo nha các bạn, không có đề can quảng cáo mà các bạn xả ra từ các bạn in được đâu à. Thì đó là một số cái vấn đề về giấy, cái vấn đề về giấy vào trong quá trình mình làm thì mình có hiểu được nó như thế, thì các bạn cũng có thể là các bạn tính toán, các bạn có sử dụng à, làm sao mà cái chi phí của mình tránh hư hao cái bóc nhiều, cái chi phí của mình được lợi nhuận. Thì tùy theo cái đơn hàng các bạn tính toán ra giấy, và các bạn ước lượng giấy, các bạn chọn lựa giấy, các bạn chạy à, thì cái giấy của nó sẽ chênh lệch, nó cũng chênh lệch thôi, chi phí có trừ giấy cắt. Đối với cái giấy cắt, cái giấy thùng thì nó chênh lệch nhiều. Ví dụ như cái giấy cắt thì có thể là 30 mấy ngàn, 40 ngàn, 40 mấy ngàn à, 1 gram, thì có thể giấy thùng là 50 ngàn đến 59 ngàn à, là 1 gram đối với những cái giấy mà hiện tại mình photo. Thì các bạn có thể các bạn tìm hiểu thêm nha.
Và video của mình chia sẻ đến đây là hết. Hy vọng là có thêm một số kiến thức cho những vấn đề về giấy và lựa chọn giấy cho cái công việc của mình. Video của mình tới đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Nếu các bạn nào mới ghé qua kênh Babado Apico thì các bạn hãy giúp mình đăng ký kênh nhé. Và hãy nhấn vào biểu tượng quả chuông để khi mình đăng video mới lên là các bạn là người đầu tiên theo dõi được video của mình. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Bye bye các bạn.